VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Cảm ơn phần trình diễn vừa rồi của chị Lưu Bích Hữu ạ. Mọi người thấy không, ở sân khấu của The Masked Singer tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Từ những bạn trẻ đang diễn đầu xu thế cho đến những giọng ca mà gọi là một phần thanh xuân của rất nhiều người, cô đã xuất hiện tại đây. Wow, cảm ơn chị một lần nữa.
Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Beyond.